ba điều cần buông bỏ để tẩy tịnh nội tâm. Kính thưa quý vị, tâm người giống như vật chứa đựng, thời gian lâu dài sẽ chất chứa nhiều thứ cần loại bỏ. Một người có định kỳ tẩy rửa, buông bỏ những ý nghĩ không nên có, buông bỏ đi những cảm xúc hỗn loạn không tốt, thì cuộc sống mới càng lúc càng thoải mái, nhẹ nhàng và tự tại. Cuộc đời nhà hiền triết Vương Xương Minh chính là như thế. Buông bỏ những cảm xúc tiêu cực. Vương Xương Minh là một nhà hiền triết lỗi lạc của triều Minh. Ông tinh thông nho giáo, thích giáo và đạo giáo. Hơn nữa, còn dẫn quân chinh chiến, có thể nói là văn võ toàn tài. Tâm học của ông có ảnh hưởng sâu rộng ở cả Triều Tiên, Nhật Bản và Việt Nam. Mặc dù tài năng như vậy, nhưng cuộc đời của Vương Xương Minh rất long đong lận đận. Ông từng thi trượt hai khoa, nhưng không hề nản chí. Khi đã đỗ tiến sĩ và bắt đầu ra làm quan, dù ở chức vị nào, ông cũng rất đắc lực, thanh liêm, khoan hòa chính trực, nhưng bị rất nhiều kẻ ghen ghét. Vương Xương Minh từng bị đánh 40 trượng, bị giáng chức, bị xử đi đày, bị bắt vào tù và bị vu cho tội mưu phản. Có thể nói, cuộc đời của ông đã nhận nhiều sự giày vò oan ức. Nhưng Vương Xương Minh không buồn bực, không oán trách, mà luôn giữ cho mình một tâm thái lạc quan, tích cực. Ông cho rằng, một người luôn luôn cần phải loại bỏ những cảm xúc xấu, thì mới có thể tỉnh táo và tập trung vào hiện tại. Vì có tài cầm quân xuất chúng, Vương Xương Minh nhiều lần được triều đình chiêu mộ, truy bắt trộm cướp, lập được nhiều công lớn. Có câu, binh đao hung khí là vật bất tường, bậc thánh nhân bất đắc dĩ mới dùng đến. Trên chiến trường, nhìn thấy không ít người bỏ mạng, trong lòng Vương Xương Minh không phải là không thấy xót xa, tồi tệ. Nhưng ông cho rằng, chỉ có bình định phản loạn mới có thể khiến cho nhiều người không bị thương tổn. Học trò của Vương Xương Minh từng hỏi ông làm thế nào để loại bỏ những tạp niệm trong đầu. Vương Xương Minh đáp, cỏ dại có hại thì đương nhiên cần phải dọn sạch. Nhưng nếu thỉnh thoảng chưa dọn sạch được, thì cũng đừng nên bận tâm tới nó, bởi vì càng để tâm tới nó thì tâm càng loạn. Khi để tâm càng nhiều tới những cây cỏ dại chưa được dọn sạch kia, thì trong tâm mình cỏ dại sẽ mọc thành bụi. Đời người luôn có những điều không được như ý. Cảm xúc tồi tệ, tiêu cực mỗi người đều có. Nhưng người hiểu được rằng cần kịp thời loại bỏ những cảm xúc ấy đi thì không phải nhiều. Người không buông bỏ được sẽ luôn bị cảm xúc tồi tệ khống chế và sống cuộc sống ưu tư, lo lắng. Buông bỏ những thiên kiến. Trong cuốn Chuyện Tập Lục có ghi lại một câu chuyện. Lúc Vương Xương Minh đến Nam Trấn, một học trò của ông đã chỉ vào cây hoa mọc trên vách đá và hỏi: người trong thiên hạ không muốn dung chứa những thứ bên ngoài, cây hoa này có thể ở trong núi sâu mà khai nở rực rỡ, nó với nhân tâm của chúng ta có gì liên quan tới nhau? Vương Xương Minh đáp rằng: lúc ngươi chưa nhìn thấy cây hoa này thì hoa này và tâm tư đều thuộc về một khoảng tĩnh lặng. Đến khi ngươi nhìn thấy cây hoa này thì màu sắc của hoa được hiển lộ rõ ràng. Như thế chính là trong tâm ngươi đã dung chứa nó rồi. Vạn sự vạn vật đều là sự chiếu xạ từ trong tâm người mà ra, chính là tướng do tâm sinh. Trong tâm của một người dung chứa cái gì thì thứ mà người ấy nhìn thấy sẽ là cái đó. Một người có nội tâm điềm tĩnh, vứt bỏ những thiên kiến trong nội tâm, tin tưởng vào những điều đẹp đẽ ở thế gian, thì hết thảy những điều người ấy nhìn thấy tự nhiên sẽ là những điều tốt đẹp. Francis Bacon, một nhà diễn thuyết nổi tiếng người Anh, từng nói: trong tâm người biết trân quý người khác có sáng chiều, có ngọc trai và hoa thơm quanh năm suốt tháng. Người khinh miệt người khác, trong tâm băng kết dày như thành trì, bốn biển đều khô kiệt, rừng rậm trở nên hoang vu. Bỏ đi những tham dục. Người ta bản tính vốn là lương thiện, nhưng trong quá trình trưởng thành thì nội tâm bị thế tục lây nhiễm, bị ham muốn hưởng thụ vật chất che lấp,
mà dần dần trở nên tham lam, giả dối. Vậy nên, tu dưỡng, tu hành, tu luyện chính là giảm trừ đi tham dục của nội tâm, làm cho lương tri thức tỉnh trở lại. Vương Xương Minh từng nói, ta dụng công chỉ cầu ngày một giảm đi, không cầu ngày một tăng lên. Giảm được một phần tham dục chính là đắc được một phần thiên lý, nhẹ nhàng thoải mái, giản dị biết bao. Công phu tu hành cả đời người là ở giảm chứ không phải tăng. Giảm là giảm đi sự che khuất của ham muốn vật chất. Từ đó, điều khôi phục sẽ là bản chất lương thiện của con người. Trong Đạo Đức Kinh viết rằng, ngũ sắc khiến người ta mù mắt, ngũ âm khiến người ta điếc tai, ngũ vị khiến người ta tê lưỡi, xong rồi đi săn khiến tâm người ta phát cuồng, của cải khó được khiến người ta tai hại. Một người muốn càng nhiều, tính kế càng nhiều, thì thể xác và tinh thần đều không được bình an, chỉ có thể suốt ngày sống trong lo lắng phiền muộn. Người luôn theo đuổi vật ngoài thân, luôn lo được lo mất thì cuối cùng sẽ đánh mất nội tâm bình an, trở thành tù nhân của ham muốn dục vọng. Người như vậy chính là đang bỏ gốc lấy ngọn, cái được không thể bù nổi cho cái mất. Thường giữ thiện nhân. Đạo trời không phân biệt người thân thích, đối xử công bằng với chúng sinh, nhưng làm việc thiện là phù hợp với đạo trời. Cho nên, những người lương thiện đều thuận theo đạo trời mà được quan tâm chiếu cố. Người thiện lương dù làm việc không cầu nhận được hồi báo, nhưng cuối cùng vẫn nhận được hồi báo không tưởng. Đó không phải là sự ngẫu nhiên, mà đó là thiên đạo. Người thiện lương khi xưa không bởi vì lâm vào nghịch cảnh, không bởi vì đối mặt với sinh tử, không bởi vì cám dỗ trước công danh lợi lộc, mà vứt bỏ tiết tháo phẩm chất của mình. Những câu chuyện mà họ để lại, tín niệm kiên định phi thường mà họ thể hiện ra, khiến kẻ ngu ngoan cũng trở nên lý trí, kẻ liệt nhược cũng hóa ra cương cường. Trong xã hội coi trọng của cải tiền bạc ngày nay, để tìm được một người thắp sáng lương tri thực sự là khó. Nhưng chính trong xã hội hỗn loạn này, trong nguy nan khốn khó, trong hoàn cảnh trắng đen lẫn lộn, nếu như ai có thể vượt qua được những cám dỗ của danh lợi, không đánh mất bản tính chân thật, lương thiện, vẫn bảo vệ cái thiện, chống lại cái ác, thì người ấy chính là người có phẩm chất cao quý. Cho dù họ có phải chịu thiệt thòi trước mắt, thì cuối cùng cũng sẽ nhận được phúc báo lâu dài. Lịch sử nhân loại cho thấy, khi đại nạn xảy ra, chỉ những ai còn tồn lưu thiện niệm, còn bảo hộ lương tri mới là những người đứng vững. Họ chính là hy vọng của đất nước, là tương lai của dân tộc.